Cho năm 2021 thì mình nghĩ lợi nhuận sau thuế của HCM sẽ đạt khoảng 1.157 tỷ đồng. Cái này là mình thận trọng nha, vì 6 tháng thì nó đã đạt được khoảng 605 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế rồi. Tại mức giá 60.000 đồng một cổ phiếu thì kết quả kinh doanh này tương ứng với PE năm 2021 là 13,3 lần và PB là 2,8 lần. Đây là định giá multiple sau phát hành nha các bạn, vì mình giả định là nó sẽ phát hành thành công thôi. Hello mọi người, lại là Hải đây. Hôm nay mình sẽ cập nhật nhanh cho các bạn về HCM nha. Trước khi đi vào HCM thì mình cũng muốn chia sẻ một tí. Tức là trong video Zermadev tuần trước á, mình có hỏi mọi người là có muốn mình làm cái loạt video về định giá cổ phiếu không. Thì không ngờ là lúc đó mình nghĩ là mình nói cho vui thôi, nhưng mà hình như là hơn một nửa comment thì đều quan tâm tới chủ đề này. Nếu mọi người quan tâm thật sự thì chắc chắn mình sẽ làm một loạt video về các bước nhập môn và đi sâu vào phân tích cơ bản. Thực ra thì khoảng 7-8 năm trước mình có một giai đoạn đi dạy CFA từ 3 tới 4 năm. Đây là một chứng chỉ quốc tế về tài chính không dễ được hoàn thành, nó gồm có 3 cấp độ. Thì sau đó bận quá mình bỏ luôn. Chắc là tới đây mình sẽ vẫn theo giáo trình của CFA nha, cho nó chuẩn hóa quốc tế. Mình việt hóa lại cho cả nhà rồi chúng ta cứ theo chuẩn quốc tế mà làm thôi. Mình cũng sẽ thêm mắm thêm muối để việt hóa cho nó dễ hiểu hơn chút. Ok, bây giờ mình đi thẳng vào HCM luôn nha cả nhà. Tin vui là hơn một tuần trước thì HCM đã dàn xếp xong vấn đề tăng vốn với cổ đông HFIC và chắc là tuần này sẽ công bố thôi. Trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2021 á, thì đại hội đồng cổ đông đã thông qua cái tờ trình về việc tăng vốn 50% của HCM với tỷ lệ là 52%. Theo đó thì HCM sẽ tiến hành tăng vốn 50% bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên thì mặc dù đại hội đồng cổ đông đã thông qua, nhưng cổ đông công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là HFIC, hiện đang nắm giữ 23,86% đã không đồng ý với kế hoạch tăng vốn này. Lý do là gì thì mình cũng không tiện nói ra, nhưng đại khái là việc tăng vốn đáng lẽ có thể thực hiện được trong mấy tháng vừa qua rồi, nhưng mà do vướng mắc cái vấn đề này mà việc tăng vốn nó chưa thành các bạn. Mặc dù theo pháp luật Việt Nam thì luật doanh nghiệp nè, luật chứng khoán nè và điều lệ công ty thì 52% biểu quyết thông qua hồi tháng 3 là được tăng vốn rồi, nhưng mà nó kẹt, nó vẫn không tăng được vì HFIC phản đối. Nhưng mà đúng là HFIC mà phản đối thì kèo nó khác liền các bạn, công ty quản lý vốn nhà nước mà, thì các bạn có thể tự hiểu cái vấn đề này. Rất may là cách đây khoảng 10 ngày thì mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa và việc tăng vốn có thể thực hiện được ngay trong tháng 9 hoặc tháng 10. Đó là lý do vì sao mà HCM đã chạy rất mạnh trong những ngày vừa qua. Việc tăng vốn thành công sẽ mang lại cho HCM một lượng tiền dự kiến là khoảng 2.135 tỷ đồng. Số tiền này sẽ phân bổ vào các mảng kinh doanh cụ thể như sau. Mọi người nhìn cái chart hình tròn này giùm mình nha. Như vậy là HCM họ dự kiến sẽ dùng cái tiền huy động được từ cái đợt tăng vốn 50% á, họ đập 70% vào cho vay margin nè, 20% vào dịch vụ bảo lãnh phát hành và 10% vào mảng tự doanh. Thì đây là một cái việc phân bổ vốn huy động truyền thống thôi các bạn. Vì công ty chứng khoán nào mà theo lối truyền thống na ná HCM á, khi mà tăng vốn họ cũng sẽ đẩy vào tự doanh hết. Vì đây là mảng sinh lời tốt và cái mức chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay đang rất là tốt các bạn, có thể lên tới 8-9% là bình thường. Thì HCM thì họ lại cũng không có quá mạnh về mảng tự doanh, cho nên họ bỏ vào đây không có nhiều, khoảng 10% thôi ha. Bởi vì tự doanh HCM nó không có nhiều cổ phiếu như là VCI, mà nó nhiều, nó nắm tiền mặt nhiều nè, và nó nắm trái phiếu ngắn hạn nhiều, cho nên những cái món này thì nó sinh lời không có tốt bằng, và nó cũng theo kiểu là an toàn đó các bạn, nên nó phân bổ mảng này không có nhiều. Ngoài ra thì HCM phân bổ 20% vào mảng tư vấn bảo lãnh phát hành. Thì mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi, nói về tư vấn bảo lãnh phát hành thì VCI là vô địch ở Việt Nam. Xếp thứ hai là HCM và SI thì họ cũng có phân bổ một tí vào mảng này, thì để có điều nào thì làm điều đó thôi. Tuy nhiên năm nay thì mình chưa thấy điều nào thực sự lớn. Ok, thì sơ bộ là vậy nha. Còn bây giờ mình sẽ làm một cái dự báo về hoạt động kinh doanh năm 2021 của HCM, thì cụ thể từng mảng như sau. Thứ nhất là mảng môi giới. Nếu không có gì thay đổi và HCM duy trì thị phần khoảng 8,5-8,6% trong năm 2021, cộng với việc thanh khoản thị trường bình quân năm nay khoảng lanh quanh 18.000 tỷ, thì doanh thu mảng môi giới có thể đạt khoảng 1.750 tỷ, tăng 182% so với cùng kỳ. Bạn có thể nói tăng như vậy là nhiều, nhưng cần nhớ là thanh khoản bình quân năm nay nó tăng gần gấp 3 so với năm ngoái, nên đây cũng chỉ là việc nước nổi bèo nổi thôi. Thứ hai là mảng margin. Số dư margin cuối quý 2 của HCM là khoảng 9.000 tỷ đồng. Mình nghĩ tăng vốn xong thì sẽ tăng margin lên khoảng 13.000 tỷ.
tức là tăng bằng cả tiền huy động và nợ vay nha các bạn. Các bạn nào mà cộng đơn giản cái tiền nó phân bổ vào margin từ cái huy động 50% á, mà cộng thẳng vô nó lên đâu đó khoảng 10.500 là hơi ngây thơ nha. Công ty mà không vay là không được các bạn. Như vậy thì năm nay doanh thu từ margin có thể đâu đó khoảng 1.100 tỷ, tức là gấp đôi năm 2020. Thứ ba là mảng Investment Banking, hay còn gọi là mảng bảo lãnh phát hành này các bạn. Mảng này thì mình không đánh giá quá cao HCM, nên cứ để nó đi ngang thôi ha. Vì mình cũng chưa nghe nói là HCM đang tư vấn cái điều gì thật sự là nổi trội. Mảng thứ tư là mảng tự doanh. Mảng này thì mình cũng thận trọng để cho HCM nó tăng trưởng đâu đó khoảng 15% theo dự báo của mình. Thực ra mình không đánh giá cao một cái hoạt động tự doanh HCM so với BCI, nên mình để nó tăng vừa phải thôi. HCM thì họ đầu tư thận trọng cả nhà. Họ nắm nhiều tiền mặt nè, một nửa hơn là tiền mặt rồi. Danh mục tự doanh thì đa phần là trái phiếu ngắn hạn và cổ phiếu rất là ít. Mà đa phần cổ phiếu thì cũng chỉ là dùng để làm tài sản đảm bảo cho những cái chứng quyền thôi. Do đó danh mục tự doanh của HCM thì nó không thể nào mà bùng nổ kiểu như VCI được nếu mà thị trường tăng. Ok, thì túm lại thì mình dự báo là HCM năm nay sẽ có quý 3 và quý 4 huy hoàng do Catalyst tăng vốn nhé. Và cho năm 2021, mình nghĩ là doanh số thuế sẽ đạt khoảng 1.157 tỷ đồng. Cái này là mình thận trọng nha, vì 6 tháng đầu năm thì HCM đã lãi tới 605 tỷ đồng rồi. Tại giá 60.000 đồng á, thì kết quả kinh doanh này tương ứng với PE năm 2021 là 13,3 lần và PB là 2,8 lần. Đây là định giá multiple sau phát hành nha, vì mình chắc chắn là nó sẽ phát hành thành công thôi, không vấn đề gì hết. Như vậy phát hành thành công thì PE HCM năm nay nó khoảng 13,3 lần, theo mình là quá rẻ mọi người. Và kỳ vọng cuối năm HCM sẽ lên khoảng 70.000 đồng một cổ phiếu. Tương ứng với PE và PB năm 2021 lần lượt là 15,3 lần và 3,2 lần là fair so với ngành nha. Top 4 thì khoảng mức định giá này là hợp lý. Top 4 là gồm có VND, SSI, VCI và HCM. Như vậy thì cổ phiếu này vẫn còn dư địa tăng trưởng trong 4 tháng cuối năm khoảng 16-20% gì đó. Cũng ngon nghẻ chứ hả mọi người. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần upside và phần định giá ha. Vấn đề là khi nào vào hàng HCM ok. Theo mình thì giai đoạn đẹp nhất để vào HCM là sẽ là cái tuần này, tức là cái tuần từ 23 tháng 8 tới cuối tháng 8. Vì sao? Tại vì tuần này thì công ty sẽ công bố cái việc mà thông qua cái việc tăng vốn 50%. Mình không biết là cái ngày mình air video này thì nó công bố chưa, tại mình đang quay cái video này là buổi thứ hai thì chưa thấy nó công bố. Thì chắc là phải trong tuần này sẽ công bố thôi. Và đây sẽ là một cái catalyst hay là một chất xúc tác rất lớn cho cổ phiếu tăng giá. Và quý 3 này dự kiến sẽ là một cái quý 3 huy hoàng của dòng chứng khoán các bạn. Thì các bạn biết rồi đó, Sài Gòn phong tỏa như thế này nè, mọi người ở nhà, không có đầu tư bất động sản gì được vì không gặp mặt được nè. Lãi suất tiết kiệm thì quá thấp. Ngoài ra thì tiền cho sản xuất kinh doanh, cái vốn lưu động á, thì cũng không có chảy vào được vì đâu có stock hàng gì được đâu, nó đóng cửa hết rồi mà. Thì họ sẽ chơi chứng khoán để mà họ có thể gỡ lại somehow. Giống như bạn thấy Sắc Phú sinh hao á, thì lúc mà sinh hao bán hàng khó thì lập tức Sắc Phú cho chứng khoán liền. Thì mình nghĩ cái trend này là sẽ tiếp tục mạnh thôi các bạn. Mà cái trend này mạnh thì chắc chắn là dòng chứng khoán sẽ hướng lợi rồi. Tại vì cái dòng này là nó đợt này là mở tài khoản mở mới rất là nhiều nè. Rồi thanh khoản thị trường tăng nè, thu phí quá trời luôn. Mà cộng với lại thứ hai là dòng chứng khoán có cái sóng tăng vốn quý 3 nữa. Thì bạn thấy rồi đó, VND là hoàn thành tăng vốn rồi nè. Bây giờ HCM sắp làm, SSI thì dự kiến tháng 9 làm. Thì đây là một cái sóng rất lớn. Và khi công ty chứng khoán mà nó có vốn mới đổ vào thì nó lại sẽ đập vào kinh doanh và thị trường thì lại rất tốt. Như thế thì năm 2022 cũng sẽ là một năm mạnh của chứng khoán. Ok, thì nếu mà bạn cảm thấy video mình hay và bổ ích thì hãy lập tức là like nha và share cho những ai mà cần chia sẻ, những ai mà chưa có quyết định đầu tư đúng và chưa có ra được một cái gì chuẩn mực hết. Thì nếu những ai mà theo dõi kênh mình thì cũng đã tự lượng hóa được là mình tư khuyến nghị tư vấn nó đúng tới đâu rồi đúng không? Có bao nhiêu mã thì mình đã nói rồi đó, mình vòng vòng bao nhiêu mã thôi. Thì bạn cũng tự hiểu là mình khuyến nghị đúng hay sai. Ok, thì hãy share, hãy comment nha, hãy chia sẻ cái quan điểm của bạn nha. Và hãy sub kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.